Các bạn thân mến, chúng ta cùng nhau theo chân chị gái Mường đi vào trong lễ hội cà phê nhé. Hôm nay là ngày đầu tiên của lễ hội. Hôm nay có Hoa hậu Hờ Hen Nia về nữa. Nên là chúng ta sẽ cùng nhau đi vào dạo quanh một vòng trong lễ hội nhé. Chúng ta cùng nhau đi nào. Đây là không khí ở tại trung tâm văn hóa, không khí múa lân này. Đâu ở đâu à? Đâu có cà phê miễn phí đây? Ở đây trưng bày các cái sản phẩm luôn các bạn nhé. Đây vừa là cà phê. Đây đi vào, đi vào trong kia đi. Ồ, ở đây các cái gian hàng của các cái ngân hàng luôn. Ừ, chị đi lên đây đi. Mình sẽ đang cùng chị gái Mường đi đảo này. Ồ, đây cũng có gian hàng thổ cẩm quá đẹp.
Đây là cà phê hả? Là lễ hội cà phê thì phải có cà phê đấy nhỉ? Đây là cây cà phê. Đây là cà phê vỏ, vỏ hơi khô đấy, chưa xay này. Cái này là xay rồi. Cái này 14 gì? Cái này 16 lên. Xém mà. Sao mà to dữ à? Không, nó trên 16, không có chặt trên. Tức là không có là không có hàng, hàng phải, không có lấy hàng. Cái này là quả con trồn nó ỉa, ăn xong nó ỉa ra thành cà phê. Tức là con trồn ăn vào xong rồi ỉa ra. Hạt nào ngon nhất là nó ăn thôi. Nó ra thành cái cục như là cục gọi là cục phân dài dài đó. Nó liên kết nó dính với nhau. Con trồn nó ăn rồi. Nó ỉa ra. Ỉa ra. Đây nè. Lễ hội cà phê thì được uống cà phê miễn phí mà. Thank you.
Hàng nông sản Việt. À, một bầu không khí rất là nhộn nhịp. Lễ hội cà phê. Mình cứ theo chân chị gái. Ôi, ở đây có những cỗ máy xay cà phê này. Về hội chợ ngày hôm nay thì triển lãm chuyên ngành cà phê lần thứ 8 năm 2023 được tổ chức tại thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nơi được mệnh danh là thủ phủ cà phê của Việt Nam và là thành phố cà phê của thế giới, cũng là một trong những hoạt động thiết thực trong chương trình tuyên truyền quảng bá cho thương hiệu cà phê Việt Nam chất lượng cao gắn với thương hiệu ngành chỉ dẫn địa lý sẽ trình Thủ tướng Chính phủ và sẽ thu hút đông đảo các doanh nghiệp trong ngành sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê của khu vực Tây Nguyên cũng như các tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia trưng bày các sản phẩm cà phê chất lượng cao, giới thiệu công nghệ, kỹ thuật, máy móc thiết bị, sản phẩm hỗ trợ từ khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến cà phê đến người tiêu dùng trên cả nước và du khách quốc tế. Có giá trị gia tăng trên thị trường, trong đó khu vực chú trọng khai thác tối đa lợi thế của chỉ dẫn địa lý, của nhãn hiệu tập thể, xây dựng thương hiệu riêng cho sản phẩm cà phê của Việt Nam để xuất khẩu và bán sản phẩm ra hệ thống phân phối của nước ngoài bằng thương hiệu cà phê của Việt Nam của chính tên mình. Nhân dịp này, thay mặt Bộ Công Thương, tôi xin chúc triển lãm chuyên ngành cà phê năm 2023 thành công tốt đẹp, đạt được các mục tiêu và thu được nhiều kết quả thiết thực. Và xin chúc toàn thể quý vị đại biểu sức khỏe và hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Đỗ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại đại diện Bộ Công Thương. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với nghi thức đặc biệt trong buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là nghi thức cắt băng khai mạc hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê. Và sau đây chúng tôi trân trọng kính mời quý vị đại biểu sẽ cùng lên sân khấu. Trân trọng kính mời ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại đại diện Bộ Công Thương. Trân trọng kính mời bà Huỳnh Thị Chính Hòa, Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Trân trọng kính mời ông Lưu Văn Khôi, Giám đốc Sở Công Thương Đắk Lắk. Trân trọng kính mời ông Thái Hồng Hà, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk. Trân trọng kính mời Hoa hậu Thái Henie, Đại sứ truyền thông lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023. Và trân trọng kính mời bà Ngô Thị Mỹ Hiệp, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên triển lãm và truyền thông Trinh Tú, cùng lên sân khấu để thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc. Trân trọng kính mời. Chúng ta cứ về sân khấu để cùng theo dõi.
Mình sẽ kết thúc video tại đây nhé. Nếu thấy hay thì hãy nhớ nhấn like, nhấn đăng ký kênh ủng hộ nhé. Và đăng ký kênh để đón xem nhiều video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.